Đừng buồn vì tim mình đau, đừng buồn vì ai thấu đâu. Dạ thưa quý vị, không phải cứ tạo hình giống ca sĩ là có thể hát hay. Nhiều khi tạo hình nhìn rất chuyên nghiệp nhưng mà cất giọng lên thấy hết sức là nghiệp dư. Đó là cái điều hết sức bình thường và diễn ra thường xuyên trong chương trình của chúng tôi. Chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Chương trình Giọng Ải Giọng Ai với sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S. Hãy cùng chào đón gia đình đầu tiên của Trương Giang và Ốc Thanh Vân. Và gia đình thứ hai, Trấn Thành, Thu Trang. Một tràng pháo tay dành cho hai gia đình của chúng tôi, thưa quý vị. Nào giờ mình chỉ xem những chương trình mà ở đó người ta tôn vinh những giọng hát hay thôi, đúng không? Lần đầu tiên có một chương trình dám trương ra những cái giọng hát khủng khiếp. Mà đặc biệt là những cái con người hát dở như Thu Trang đây nè. Dạ. Cũng rất là mạnh dạn và tự tin đứng trên sân khấu để hát. Dạ, em cũng có ý kiến là vậy. Em cũng rất cảm ơn chương trình đã cho em ngồi ở đây làm đội chủ nhà. Tại vì em hát dở mà, nên em nhìn em có kinh nghiệm ai hát dở như em. Ai hát dở là giờ đội của Thu Trang. Dạ, có kinh nghiệm. Thu Trang giống như là một cái biểu tượng đại diện cho những giọng hát không chuẩn. Ghê vậy? Nó giống như là bây giờ giống như là trưởng môn phái á, chân nhân. Cái người mà sáng lập ra cái hệ thức hát dở là Thu Trang. Thánh hát dở. Vậy đó. Ủa hai bạn ở đây làm gì vậy? Thì bị không ai nói chuyện mà. Rồi ok rồi, thì. Rồi thôi giờ vậy thì nên giới thiệu cho hai gia đình chúng ta thêm hai người bạn mới nữa để có người bạn mới này nói chuyện với hai em nha. Xin được chào đón ca sĩ Bích Phương. Mang đi tình yêu, trách sao để mất.
anh mơ chỉ để thấy em. Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây, miên man tan trong vòng tay. Một hạnh phúc sao thật bình yên thế. Nắng vẫn ấm áp gió hát đường chiều phố quen. Hương ai mong manh như sương giờ lại vẫn vương. Dù dưng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Giờ hai gia đình mình muốn mời khách nào về nè? Bây giờ anh nghĩ là Phương nên về đội của anh, bởi vì đội của anh luôn mang về cho khách mời 50 triệu đồng. Wow, em nghĩ sao Phương? Phương à, thật ra thì em nhìn vào cái đội hình em thấy bên nào trắng hơn? Khi người ta mời mình về, người ta đứng thể hiện sự tha thiết. Thật sự ra đứng là người nhà thì mình thân thuộc hơn, không cần những cái lễ nghi như vậy. Không phải, đứng đó là một cái sự giả tạo. Cần cái sự mà tha thiết, quỷ lụy nên phải đứng. Anh nghĩ là vậy. Nếu mà thân thiết là người nhà thì chúng ta ngồi. Thật ra thì em rất là thích anh Trường Giang và chị Ốc Thanh Vân và chị Trang và anh Trấn Thành. Em thích cả bốn người rồi. Em thích cả bốn người, nhưng chắc em về đội anh Trấn Thành, tại góc mặt bên này của em đẹp hơn. Thiệt chưa? Một sự sỉ nhục, người ta ngồi tại vì cái góc quay phim thôi. Chỉ là vì cái góc đẹp thôi. Bằng nhau, tại vì em yêu quý mọi người bằng nhau. Vậy là bây giờ Bích Phương đã quyết định chọn về đội của Trấn Thành, Thu Trang. Quốc Thiên sẽ về đội của Trường Giang, Ốc Thanh Vân em nha. Cảm ơn em, tại vì mà góc mặt em bên này đẹp. À, anh nói vậy. Còn anh thì cái góc chính giữa nó đẹp hơn, anh đứng vậy là hợp lý nhất. Thưa quý vị khán giả, như vậy là hai vị khách mời đã gia nhập vào hai gia đình của chúng tôi ở đây. Hôm nay thì hai vị khách mời này sẽ hội ý cùng với những người chủ nhà này để có thể có cho mình cái sự lựa chọn nó đúng đắn nhất nha. Tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ có cơ hội nhận được một cái phần quà mà chương trình dành tặng cho quý vị. Bằng cách là chúng ta cũng thử với hai gia đình ở đây dự đoán xem bạn nào là bạn có giọng hát hay. Bằng cách soạn tin nhắn cú pháp GAGA khoảng cách mã số thí sinh gửi về tổng đài 7339. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần thưởng là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S trị giá 5.990.000 đến từ nhà tài trợ chính của chương trình. Và vòng thi đầu tiên của chúng tôi có tên là vòng hóa thân. Ở vòng thi đầu tiên này thì chúng ta sẽ thấy trên sân khấu xuất hiện 7 giọng ca bí ẩn. Họ không nói tiếng nào hết, họ chỉ tạo hình thôi. Những cái dáng mà mình nhìn mình cứ tưởng họ là một ca sĩ thực thụ. Nhưng trong số đó có những người hát hay thật, nhưng mà cũng có những người hát không hay một tí nào cả. Ở vòng này mỗi nhà chỉ chọn ra một người mà thôi. Hãy cùng chờ đón 7 giọng ca bí ẩn. Chúng ta thấy rằng trên sân khấu các giọng ca bí ẩn đã tạo những cái dáng mà mình nhìn có vẻ rất là ca sĩ, nhưng mà hình như họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với giọng ca bí ẩn đầu tiên nha. Công việc của bạn ấy là làm bánh, nhưng bạn ấy có một cái giọng hát ngọt ngào còn hơn cả cái bánh mà bạn ấy làm ra nữa kia. Và mời các bạn chúng ta cùng xem một đoạn clip ngắn giới thiệu về bạn ấy nha. Đó, chỉ vậy thôi đó, nghe được có nhiêu đó thôi á. Theo tin thấy thì nếu mà bạn biết làm bánh thì có lẽ là bạn cũng có chút năng khiếu về nghệ thuật, tại vì cũng gọi là đảm đang mà. Nội trợ nó có liên quan gì tới nghệ chị? Anh đảm đang lắm nhà anh, thím anh đảm đang lắm, không ai biết hát không? Đây là con trai mà. Thì con trai nhà anh vậy thì cái kiểu cái suy nghĩ với cái tinh thần người ta cũng kiểu rất là thích văn nghệ. Lý luận lạ ha. À, không, tự quy định, tự quy định. Ờ, lý luận lạ ghê. Vân thì Vân lại cảm thấy khác đó. Quốc Thiên ơi, Vân có cảm giác như là dường như anh này cũng không phải là thợ làm bánh luôn. Bởi vì với một cái người mà làm bánh á, người ta sẽ rất là tỉ mỉ, kiên nhẫn và có cái độ tập trung cao. Nhưng mà với người này á,
ngay từ lúc đầu thấy ảnh có vẻ không tập trung bằng những người khác. Anh đứng trên đó anh cứ nhúc nhích cái gì không biết, hay là anh bị ngứa hay có con nào cắn anh không anh? em không có nhiều cảm giác về bạn thí sinh này là biết hát lắm, lại còn lộ ra một nốt tô điểm nghe hơi chua chua nữa, cho nên em càng củng cố tinh thần là bạn này chắc không biết hát đâu. Chắc đang làm bánh kỳ quy hay là bánh chân dây. Ừ đó, nên hơi chua chua. Mình xét về nhân tướng học ha, thì nhân diện của bạn là loại gương mặt làm banh chứ không có làm bánh. Làm tới đâu nó banh tới đó. Tại vì giống như dân nói là làm bánh là cái mặt người ta thường nó rất là kiên nhẫn. Thường cái người kiên nhẫn người ta không có sôi nổi và không có biểu cảm nhiều. Làm gì cũng vậy, gương mặt một nét một thôi. Trừ khi bánh trái mới có nét mặt. Thì tôi chắc chắn là nếu mà làm bánh mà nó banh rồi thì giọng hát chắc cũng không banh có luôn. Banh luôn. Chúng ta sẽ đến với giọng ca bí ẩn số 2. Nhưng mà bây giờ nè, mình nhìn đi, anh ta có một ngoại hình sáng sân khấu đúng không? Một gương mặt sáng sân khấu, mặc dù đứng ở vị trí đó đèn nó không có sáng tỏ hết gương mặt, nhìn vẫn thấy đẹp đó. Và đây sẽ là một nhân tố trong showbiz Việt tương lai. Dạ, đối với em đẹp là được. Cái này thì Thu Trang đã giữ rất là vững phong cách của dạ. Chúng mình đây nói mâu thuẫn, đẹp là được phải lấy tiếng lực. Trong mắt tôi chồng cũng đẹp, mắt cười cũng cười á. Trong mắt tôi là tiếng lực đẹp, trường gian xấu, đơn giản vậy thôi. Theo triết học phương Đông, trời ơi Thành ơi, thì người có Thành ơi không thật mà, người ta định nghĩa đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. Đối với mọi người có thể con cóc nó sần sùi, nó không đẹp, nhưng con cóc cái thấy nó đẹp. Thành thử ra là đối với Thu Trang, tiếng luật đẹp. Ý là nói là vợ chồng là cóc đó. Ý là vợ chồng là hai con cóc hả? Dạ dạ, em sẵn tiện ở đây có đông đủ mọi người, anh chị em nghệ sĩ với lại trên sóng truyền hình, em quyết định là em không thân với Chánh Thành nữa. Dạ cảm ơn mọi người đã làm chứng cho em. Dạ cảm ơn. Anh số 1 thì anh Trấn Thành có nói là làm bánh nhưng mà trông gương mặt không có sự tập trung lắm. Nhưng mà em thấy bạn này làm bartender trông mặt rất là tập trung. Và đấy, một cái nốt lộ ra em lại thấy là có sự ấm áp. Em nghĩ bạn này cũng biết hát đấy. Em giống chị Trang, em cũng thích các bạn đẹp trai. Đẹp có quyền em ha. Hèn gì em nó chọn về đội mình Trang à. Nó nói là cái đội này còn đẹp thôi. Hình như thấy Vân với Giang vẫn đồng đang băn khoăn về canh chàng này đúng không? Chương Giang cũng nghĩ là cái bạn số 2 này sẽ là hát hay. Vân còn đang nghĩ tới chuyện là cái bạn này ngoài những lúc mà pha chế thức uống xong, thậm chí là bạn còn nhảy lên cả sân khấu để hát những cái lúc mà bạn thư giãn nữa. Bởi vì cái môi trường mà bạn làm việc thì chắc hẳn là sẽ có sân khấu, có điều kiện để bạn hát. Nhưng mà lên sân khấu rồi ai pha rượu em? Lên thì được mà quản lý người ta đuổi à. Em xem cái phân tích sai, em sinh ra đã sai rồi. Đó. Cái câu khẳng định của Trường Giang hôm nay anh thấy là đúng đó. Thôi bỏ đi nha. Bỏ đi nha. Chúng ta đến với giọng ca bí ẩn số 3. Anh ấy là một tay trống cừ khôi và có một giọng hát hay nhất Sài Gòn. Mình cứ coi đoạn clip giới thiệu về anh ấy như thế nào nha. Một cái dùm cái nốt đó là cái chữ phan hay phân à? Phân lịch sự không, phân nghĩa là phân dài, phân dài, phân dài. Sao Vân, Vân làm sao vậy Vân? Anh phân Vân à, phân anh có là cái chữ là chữ pha. Ông hát cái bài là nàng tên Châu Pha nàng đứng chân ngoài núi rừng. Nhưng mà sao nhìn chú này lúc đứng trên sân khấu nhìn rất là cao bồi ta? Ủa em, đâu có ai quy định cao bồi là không hát hay đâu em. Không, chú này là hát hay lắm, giọng ấm lắm, bảo đảm luôn. Nhìn cái khẩu hình của chú thì có lẽ chú lại là một cái người hát không hay. Cái miệng, cái khẩu hình phát âm rất là... Nhìn nó không phải là phát ra được những cái âm thanh hay đâu. Em thì cũng giống như là Ốc với Giang là nghĩ là chú này chắc là nhạc công á, biết đánh trống thôi chứ hát thì chưa chắc. Xét về kỹ thuật bởi thì... Thành nó xét cái nỗi mọc ốc luôn á. Thì cái anh này á, thật sự ra có thể là người biết đánh trống,
Không những vậy, ảnh còn là một người biết đánh trống lảng. Và quan trọng là cái gương mặt của ảnh khi hát là không biểu lộ cảm xúc nhiều. Mà thường là những cái mặt gai góc như vậy á, là đúng, ở ngoài đời nếu có hát hay đi chăng nữa cũng không có biểu đạt cảm xúc nhiều. Nhìn rất là phong trần ha. À, đại khái là vậy, hơi khô khô, không có phải là dạng ướt át, lãng mạn như Trường Giang. Không, Trường Giang thì là cái dạng khác, nó là cái dạng nó hơi sình, nó sơ sình, nó bở bở. Tôi không đẹp, tôi không hay gì hết, nhưng mà tôi có trái tim chân thành. Wow. Tiếp theo, giọng ca bí ẩn số 4. Đẹp trai ha, cao ráo ha, gương mặt đẹp. Và bạn ấy làm nghề cấy hoa phong lan. Nghe cấy hết hồn. Cấy hoa, cho nên là bạn ấy sẽ thích hoa, bạn ấy sẽ yêu hoa. Yêu hoa có nghĩa là yêu cái đẹp, cho nên là bạn ấy hát hay. Mơ dễ thương, sáng sân khấu đẹp trai. Theo anh nghĩ là cái cậu này hát hay á. Kiểu như với cái tặng người này thì Thiên từng nghĩ là những cái người giọng rất là dày, giọng baritone á. Nhưng mà khi mà anh này anh hát cái chữ cuối đó là nghe nó cái bẹt bẹt. Theo triết học phương Đông thì phân tích anh này, cái đầu tiên á, anh này mặc đồ hơi rộng. Và thật sự ra nha, ảnh làm cái công việc mà gấp gấp đó đó, nếu tôi là biên tập tôi sẽ không đủ cái đầu để nghĩ ra một cái công việc mà giả, mà nó gọi là nó phức tạp như vậy đâu. Nếu tôi mà là biên tập thì có thể cho anh ấy bán mì gõ hay là làm cái gì đó, cái gì đó đơn giản hơn. Sai rồi, chắc thành nói vậy là không đúng. Bởi vì cái nghề nghiệp ấy, lên chú Google sợ một cái là hàng vạn cái nghề nghiệp hiện ra trên màn hình. Cho nên Thành không nên xét về cái khía cạnh nghề nghiệp của bạn ấy. Tôi vẫn bảo đệ quan điểm của tôi, đó là cảm giác của tôi. Và quan trọng là cái mặt người này là cái mặt có sự tập trung thiệt. Ánh mắt rất là sâu. Anh này phải là một cái người đa sầu, đa cảm, buồn và hát nhạc buồn. Tôi nghĩ hát hay. Bí Phương, em nghe gia đình bên mình nói xong em có hoang mang không Phương? Em có. Nhưng mà may quá là em cũng để ý ngay cái chi tiết đầu tiên là khi mà đang đứng nghỉ. Nhưng mà anh Đại Nghĩa nói đến thí sinh số 4 một cái là anh ấy về giá ngay. Giọng ca bí ẩn số 4. Em nghĩ là chắc là cũng phải thích hát hò và thích quan sát. Vậy em vẫn hy vọng là biên tập lừa em cái nốt hơi. Em có hy vọng em, biên tập lừa chắc rồi, có hy vọng. Chúng ta sẽ đến với giọng ca bí ẩn tiếp theo nha. Giọng ca bí ẩn số 5. Đây là một dancer. Một dancer có giọng hát điêu luyện như những điệu nhảy của mình. Và chúng ta hãy xem phần giới thiệu của anh ấy. Chắc là bị đau lắm, bị ép hát hay sao. Mình vừa thấy hình ảnh của anh ấy, đôi chân nhảy cũng khá là điêu luyện. Chỉ có điều là mình không biết đó là chân của anh ấy thiệt hay là chân của cascader. Không phải chân của ảnh đâu mà ảnh cũng không biết nhảy luôn. Ảnh không phải là dancer. Tôi nghĩ cái anh này không phải là dancer. Ảnh chỉ có cái bộ da đen sơ sơ thôi. Và chắc chắn là hát không có hay luôn. Mà nhảy cũng không đẹp luôn. Đúng rồi. Tại vì cái này trời ơi em làm còn được mà. Đó, Trang làm thử cho Trang. Trang làm liền Trang. Trời cao quá. Em muốn bỏ giày ra không? Bỏ giày ra luôn hả? Thì bây giờ em nói được em phải làm được chứ Trang. Đen gì đó. Âm nhạc vô. Như vậy là các bạn đánh giá là canh chàng này không phải là dancer nè, rồi hát không hay thì đúng không? Đúng rồi. Phương, em có đồng ý không? Em lại nghĩ là bạn này hát được. Em cũng không biết nữa, cảm giác của em thế thôi chứ em cũng không mặt có cơ sở gì. Mặt chọn giả như thế là sao mà hát được em? Ủa, nhiều khi vậy? Người ta hát hay nhưng mà khẩu hình của người ta xấu, tội nghiệp người ta. Tôi không đồng tình. Ta sẽ không đồng tình. Hát gì mà? Em, nhiều khi người ta đang hát rock thì sao? Hát rock nó khác với táp bánh hamburger.
Cái động tác vừa rồi là giống như táp hamburger vậy. Thường là những cái bài mình hát thì thôi nó là thả là bò đi hết, tả là bài gì đâu thì mới được đó. Tiếp theo, giọng ca bí ẩn số 6. Đây là một cái người làm nghề bán đàn guitar. Và bởi vì anh ta bán đàn cho nên ngày nào anh ta cũng đàn. Đàn xong rồi anh ta mới bán. Cái đàn này hay, giữ lại cái đàn nào dở bán. Và từ đó anh ta mới phát hiện ra cái khả năng ca hát của mình. Anh ấy làm nghề bán đàn. Anh bán cái gì á? Anh bán cái gì chứ phải anh bán đàn? Mình bàn sơ một tí để mình xét về cái phương diện mà ngụy trang á, thì có vẻ anh ngụy trang rất là tốt. Tại vì cái người trong cái clip đó, theo nếu như mà cái cảm giác của Thành là một cái người phải mộc mạc, đúng không? Nhưng mà lên đây có thể là ban tổ chức đã ngụy tạo cho anh ta một cái bộ trang phục có vẻ nhìn rất là chất. Và anh ta cũng là cái người nhập tâm khá tốt để tạo dáng khá tốt. Như vậy thì khả năng gọi là đam mê nghệ thuật của anh này có vẻ cao. Nhưng đó là cái dạng đam mê bản năng, và tôi không có cảm giác là anh này hát hay. Nhìn lên cái clip này á, là hai cái bán cầu á, là ít tóc quá. Với Trường Giang thì luôn luôn là xét về cái bán cầu não, bỏ cái dù tóc tai một bên được không? Sao vậy? Thật sự ra nếu mà xét về bán cầu thì tiếng luật mất hẳn cả nguyên một cái đường kính chu vi. Tiếng luật thành cái địa cầu rồi. Tôi đã nói là đừng có nói xấu người không có mặt ở okay, đây. Ok, chúng ta chỉ nói về mặt địa lý thôi. Tiếng luật là nguyên một đường xích đạo. Cái bạn này cũng kiểu không phải là bán đàn luôn hay sao? Cái tay chân, nếu mà bán đàn thì phải biết đàn, biết đánh đàn đúng không? Nhưng mà nãy tay... giờ đàn đâu biết người ta đánh hay không? Nãy ngồi đánh đàn để hát đó. Nếu mà nhìn theo cái kiểu dáng thì Thiên nghĩ là sẽ là một người biết hát chút ít. Bây giờ mình phân tích vậy nè. Nếu như anh này là người hát hay thì sẽ không bao giờ biên tập và chương trình gắn vào cái nghề nghiệp là đánh đàn, bán đàn. Bởi vì khi đánh đàn, bán đàn thì phải có biết về âm nhạc và khả năng hát là có. Đồng thì tình. Có thể là anh này hát rất dở và đưa vào cái nghề rất nghệ thuật để chi, để đánh lừa mình. Em ơi, bởi vì biên tập á, biết rằng Trường Giang sẽ phân tích như thế. Đúng, đó, đó. Đang nghĩ là... Cho nên là ban tổ chức cũng sẽ đi vào cái hướng em đó. Em đang nghĩ là tại vì mình làm việc với ban tổ chức và chương trình rất lừa nhiều lần. Luôn mình đó. Thì nó, à, thằng Quỷ Giang, Quỷ Thành nó sẽ nghĩ vậy nè. Mình đưa cho ngay đó là dính kèo. Nhưng mà chúng tôi biết rồi. Biết rồi. Như vậy là cuối cùng em nghĩ rằng anh bạn này biết hát đúng không? Không, tôi nghĩ rằng bạn này có thể là bán bông lan chân muối hay là cái gì đó. Không có bán đàn được. Không có biết cảm giác hát, không đàn biết ý, hát luôn. Không hát vẫn hay. Vẫn nói rằng không hát hay. Thôi được, chúng ta sẽ làm quen tiếp. Giọng ca bí ẩn số 7. Hay quá, cái mặt thích quá kìa. Tại sao anh ấy đã mất kiến? Là bởi vì công việc của anh ấy liên quan tới ánh sáng. Ghê. Anh ấy làm kỹ thuật viên ánh sáng cho các show ca nhạc. Dòm đèn hoài chói mắt quá chịu nổi, phải để mất kiến đen. Vậy thôi. Và đây là đoạn clip giới thiệu về anh ta. Làm việc về ánh sáng mà, đèn trên cao không à, cho nên cái giọng cũng cao ghê lắm. Em nghĩ là cái cậu này là hát hát hay á. Nếu mà nhìn về cái bề ngoài á, là một người nhìn về ngoài rất là khổ, rất là gọi là dầm mưa dãy nắng khắc đó. Khổ phải không? Đó. Anh này là cái người sống nội tâm dữ lắm, cho nên là nghĩ là sẽ hát những cái bài buồn rất là hay. Ảnh ướt át quen rồi, thành ra ảnh nhìn ai cũng nhìn thấu trong tim người ta. Thực ra là theo tất cả những gì mà Vân nhận xét về ảnh, Vân không biết là ảnh hát hay hay không hay. Bà xàm quá bà ơi. Người ta đang tìm hát hay không hay mà em không biết. Không biết vô đi ngồi chi vậy? À, tướng sao cuối cùng nó không biết. Em đang suy nghĩ mà. Giang, câu slogan của em là gì dành cho Vân? Em sinh ra đã xài. Đúng rồi. Mời Bích Phương. Em không biết tại sao nhưng em cũng có cảm giác giống chị Vân. Em không hiểu là anh này có biết hát không. Nói chung là nó không hở ra cái gì cả.
em thì em lại có cảm giác là anh này hát được. Hát kiểu hay. Nhạc trữ tình đó. Đấy. Được, được, nó khác với hay. Hát hay, hát hay. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một phút, các bạn sẽ hội ý để đưa ra kết luận cuối cùng. Mỗi nhà hãy chọn ra cho tôi một người mà theo các bạn là hát không hay. Thời gian bắt đầu. Chọn cho máy. Em muốn cho máy không? Không mang hộp bình gương quá. Không có để ý gì nó nhiều quá. Thường là hát nhiều. Một cảm giác không tin một bản gì. Thường là. Rồi, thời gian kết thúc. Xin mời đội Trường Giang trước tiên. Số 1. Số 1, đó là sự lựa chọn của các bạn. Còn đội của Thành thì sao? Bên em chọn số 6. 6. Số 6. À, các anh bạn bán đàn của chúng ta phải không? Bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi phần trình diễn của anh bạn số 1 để biết rằng sự lựa chọn của mình có chính xác hay không nha. Xin mời giọng ca bí ẩn số 1. Bạn biết làm bắn, bạn cũng có chút năng khiếu về nghệ thuật. Ngay từ lúc đầu thấy ảnh có vẻ không tập trung bằng những người khác. Em không có nhiều cảm giác về bạn thí sinh này là biết hát lắm. Nhân diện của bạn là loại gương mặt làm banh chứ không có làm bánh. Giọng hát chắc cũng không banh có. Và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó tháng ngày làm mẹ say nguồn thơ tình yêu đã vô cánh hoa giọt mần cho chẳng thành đâu nó. Thưa quý vị, giới thiệu với quý vị giọng hát của ca sĩ Khánh Ly phiên bản nhí. Trời, rất là bất ngờ, rất là bất ngờ đúng không, với một cái bạn trai rất trẻ. Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em tên Thuận. Bao nhiêu tuổi rồi? Em mới có 15, 16 tuổi. Cái gì thiệt không? Em nói giỡn.
Chưa nhiêu? Anh cộng thêm chừng chục tuổi nữa. Ờ, 25-26 wow. tuổi rồi hả? Trời ơi, em hát làm cho Trấn Thành rơi nước mắt nữa rồi kìa. Tại sao vậy Thành? Vì xung đạo. Ôi trời ơi trời. Không có. Thường thì Trấn Thành rất là dễ xúc động với những cái hay, với những cái đẹp, với những câu chuyện thế này thế kia đó. Nhưng mà chính vì đó, chính vì điều đó cho nên là Trấn Thành cũng hay bị người này người kia nói giả tạo. Là MC mít ướt nhất Việt Nam đó. Ai không biết cái tụi em giả tạo đó, ủa có hát là có gì đâu khóc. Nhưng mà tại vì thế này nè, à, Thành rất là dễ rung cảm với những cái điều mà đẹp đẽ mà nó tại sao mà Thành khóc là tại vì lúc mà bạn hát á, cái thần thái của bạn á, cái cách bạn đưa cái đầu bạn như thế này nè, bạn rung cái tay nè, cái tay bạn cầm mà cũng rung rung nè, cái môi bạn ngưng và cái cách mà bạn là đọc là cái âm hát là âm đóng. Thay vì đó người ta đọc lá thư xanh xanh rồi bảo là xanh, tất cả những cái tiểu tiết đó bạn để ý của cô Khánh Ly thì giống như bạn phải yêu người đó lắm, bạn mê người đó lắm, bạn mới quyện mình, bạn tưởng tượng mình là người ta thì mới hát được cái kiểu như vậy, đúng không? Dạ hình như anh đoán sai nữa rồi á. Thế vậy? Rồi sao em tát thẳng với cảm xúc của anh vậy cưng? Bây giờ em nói cho anh Thành cũng như tất cả mọi người biết rõ đi, như thế nào? Thần tượng đầu đời của em là nữ danh ca Thái Thanh, cho đến bây giờ thì vẫn vậy. Và từ nhỏ là em đã nghe nhạc của cô. Thái Thanh là vậy, cô Thái Thanh là vậy. Chiều hôm nay mưa mùa này rất nắng chứ. Thật ra thì em bắt đầu hát cái quãng giọng của em từ alto cho tới soprano. Wow. Và không thể xuống dưới được. Nhưng mà em nói thì nói ở quãng dưới được. Và khi hồi trước ngày đầu tiên bắt đầu những khi mà em đi hát thì em hát ở các cái chương trình từ thiện. Thì lúc bây giờ là em hát ở những cái nốt cao như vậy á. Thì có những anh chị nhận xét là không nên hát như vậy. Hát như vậy rất là khó đến gần đến mọi người. Và kêu em hát thấp xuống. Thì khi em hát thấp xuống thì vô tình em hát như vậy. Và về nhà thì người ta gọi giống vậy đó. Rồi về nghe và thấy. Bây giờ khi đi ra ngoài thì em chỉ hát bằng giọng đó và em không hát bằng giọng thật được hả? Cái này là giọng thật. Bây giờ em hát giọng cao cho anh nghe đi. Các anh chị đây là muốn em hát bằng cái giọng mà ngày trước của em á. Giọng thần tượng của em thử xem. Đêm thơm như một làn khói, cánh gió êm đưa mây ngàn hương, lúc tân kỳ yêu yêu mây từ ngàn xa bóng quay về sàn giao hương huyền ngoài đường quê. Rồi. Tuyệt vời. Với những người bạn tham gia chương trình này, họ có thể làm rất nhiều công việc khác nhau và họ có một cái niềm đam mê âm nhạc và họ hát. Và đây với chúng tôi, bạn này là một người thuộc top hát hay. Cảm ơn em đã đến với chương trình này. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy nào các bạn. Như vậy là với cái vòng 1, sự lựa chọn đầu tiên của đội Trường Giang là chưa chính xác. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 6. Đây là sự lựa chọn của đội Trấn Thành. Wow. Đam mê nghệ thuật của anh này có vẻ cao, nhưng đó là cái dạng đam mê bản năng mà tôi không có cảm giác là anh này hát hay. Có thể là anh này hát. Rồi cảm ơn em. Ví dụ mà anh nghe cảm giác giống như em hát đang chọc quê người ta hay đó. Dễ thương luôn em. Em ơi tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em xin chào hai mấy đội chơi. Em chào các anh chị khán giả của em. Em xin chào. Dạ chào hai mấy. Dạ em đâu lại ha? Dạ là mấy anh chị ấy không? Hai đội mấy anh chị. Dạ em xin kính chào mấy anh chị đội chơi. Em xin chào hai bên khán giả cùng với các khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Minh Hùng, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của em là gì nào? Dạ thì em đam mê bên bộ môn là hài kịch. Anh Trường Giang là cái người mà em đáng phải học hỏi, bởi vì em thần tượng anh lắm luôn anh ơi. Đúng, em nói nghe nè. Nếu như em xác định là mình trở thành một diễn viên hài kịch đó, thì đôi khi nếu như em giỏi, em sẽ biến những cái nhược điểm của mình thành một cái dấu ấn riêng, không lẫn với bất kỳ ai cả nha. Cho nên là cứ tự tin đi tiếp cái con đường mà mình đã lựa chọn. Dạ em xin cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy là ở cái vòng 1 này thì đội của Trấn Thành đã lựa chọn chính xác cái người hát không hay. Đó là giọng ca bí ẩn số 6. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ 2 có tên là siêu diễn.
Ở vòng thi thứ hai thì các bạn còn lại ở đây, 5 bạn sẽ hát nhép một ca khúc của một ca sĩ nào đó và bạn ấy sẽ diễn. Các bạn sẽ xem coi cái phần trình diễn của bạn ấy có tạo cái sự thuyết phục với mình hay không. Và mình cũng sẽ lựa chọn ra mỗi một đội là một bạn hát không hay. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem phần trình diễn của anh chàng làm nghề bartender, giọng ca bí ẩn số 2. Cảm ơn bạn rất nhiều. Kamsahamnida. Mời bạn về vị trí của mình. Lâu lắm rồi mới nghe lại cái ca khúc này. Mời em về vị trí nha. Trời ơi. Ca khúc trong bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc từng một thời say đắm bao nhiêu khán giả châu Á. Dễ thương quá. Oppa. Thích kìa. Chỉnh Trang. Trang ơi Trang. Trang ơi, em đang làm cái điều kế một cái người mà thường xuyên nghe tiếng Hàn Quốc đó Trang. Dạ em biết mà. Thì em nói quá đúng mà. Không, cái này là Harry dạy em. Harry dạy em. Mà thích kìa. Bà con Harry nó dễ thương, nó làm dễ thương. Bà làm đúng rẩu với gà đó mà. Không mà cái cậu này á là đúng như mình dự đoán, có thể là cậu biết hát hay á, tại vì cậu biết hát hay. Cậu hát siêu diễn thôi, chỉ siêu diễn theo cái bài hát thôi mà cậu y chang, nếu mình không biết cậu là người Việt Nam mà mình nghĩ cậu hát luôn á. Nó trùng khớp. Vì cái voice và cái hình á y chang luôn. Thì đã nói từ đầu rồi, đẹp có quyền. Bích Phương, em nghĩ thế nào? Ok. Oppa, mình gớp rồi, ok dính à. Chính đẹp trai mà bối rối không biết nói gì. Tại vì sự thật là những người mà hát hay á, họ hát nhép rất khó. Em nghĩ là bạn ấy sẽ hát theo nhưng bởi vì mic không kêu nè. Không có giới hạn nào trong chương trình hết trơn. Tất cả đều là lường gạt lẫn nhau để mà sống. Trời ơi. Còn bây giờ mình sẽ xem tiếp cái phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 3 đi nha. Và sau đó mình sẽ lại tiếp tục có những phần bàn luận sôi nổi. Xin mời giọng ca bí ẩn số 3. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant. Construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable et pourtant. Nhức đầu rồi hả Thành? Bích Phương, em đánh giá, em nhận xét như thế nào về giọng ca bí ẩn này? Em nghĩ là anh ấy không biết hát ạ. Sai. Em nhìn khẩu hình em đoán là không. Nhưng mà anh ấy đang hát một bài hát bằng tiếng Pháp. Nhiều khi anh hát tiếng Việt anh ấy sẽ hát hay thì sao? Em không biết được, thật ra thì mình hoàn toàn có thể phản biện lại quan điểm của nhau. Nhưng mà em thì cảm giác của em là anh ấy không hát được. Còn em thì cái cảm giác của em vẫn giữ giống như ban đầu á, là em nghĩ có lẽ chú là nhạc công chứ hát không hay. Em thì em nghĩ là chú này hát hay và rất tình cảm. Thiên thì chú này làm Thiên hoang mang quá, rất là Hồ Quỳnh Hương luôn. Tại vì khi mà chú nhép như anh Trường Giang thì đúng là chú chẳng có trách nhiệm trong cái việc nhép của chú luôn. Thì đó mình thấy sự như hời hợt á. Hời hợt lắm. Vân thì lại không cái cảm giác là chú hời hợt hay là không trách nhiệm, mà Vân lại cảm giác là cái cách của chú là như vậy. Phong cách, nó đến từ cá tính. Cái cách là như vậy. Chúng ta sẽ xem phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 4. Hồn lỡ xa vào đôi mắt chiều nào xoa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối.
cảm ơn bạn rất là nhiều. À, vừa rồi anh ấy nhép cũng có tâm lắm, chỉ có điều là nhép trật nhịp hết thôi. Cố tình, Thiên phải cảm ơn bạn này tại vì bạn này đã khai sáng cho Thiên rồi. Cái cố tình của mình á là khác, còn cái lúc mà cái bạn này dơ cái mi để chuẩn bị hát mà đã ở đây là không biết là dơ lúc nào điếm vậy. Tại vì mình là người diễn chuyên nghiệp thì mình cố tình khác, người ta diễn nghiệp dư người ta cố tình khác. Cái này, cái nhìn cái nét này là không thể nào cố tình. Cố tình. Là ảnh không biết nhịp thiệt, ảnh không thể nào dơ đúng cái micro, dơ đúng cái nhịp để mà hát. Giờ đúng thì nói làm gì, giờ không đúng mới có chuyện để nói. Không, nhưng thì thấy khó giả vờ lắm, không thể giả vờ. Thôi rồi, Trấn Thành sao? Đánh lừa cái kiểu mà đều đặn như bạn thì không thể được. Tại vì bạn trật nguyên bài. Mà cái miệng kỳ lắm. Tại vì là bạn ấy chỉ diễn khẩu hình thôi chứ bạn không hát theo như cái bạn đầu tiên là hát theo. Tôi vẫn tin rằng anh hát hay. Không, không, có một mình anh tin thôi, ở đây không ai tin hết. Giọng ca bí ẩn số 5. Trước mắt mà cách xa ngàn phút giây. Trời, cái mặt buồn quá vậy. Mày buồn mà. Đôi bên em mà vẫn không chạm cánh tay. Dù em nói với mãi mãi tình ta sẽ không nhòa. Thế nhưng mà tình nào không khó. Cảm ơn em rất nhiều. Một người rất là trung thành với phong cách mặt lạnh. Mời em về vị trí. Thôi về vị trí đi, về vị trí. Không cho dòm, không cho dòm. Dòm từ xa thôi. Hỏi nó thôi chứ giờ. Không cho nói. Không cho nói mà. Muốn gì hỏi anh? Không, tại sợ em nó. Định hỏi là em nó có thiếu nợ bao nhiêu tiền đi. Đã hỏi vậy, anh nói rằng em nó là người thuần phong cách. Sợ là ở đây có ai làm gì em nó buồn không? Mặt nó chầm chầm quá từ nãy giờ. Đây là vòng siêu diễn có quyền. Và bạn ấy đang diễn cái chúng ta thấy một cái tiết mục là rất khó để các bạn đoán được. Bởi vì sao? Bài buồn ấy gần như hát không mở khẩu hình. Vừa nãy bị chê khẩu hình to quá, ăn hamburger cho nên cho bạn tiết chế bớt lại. Đấy. Bây giờ nè, xét về cái khoa cơ điện lạnh học thì là cái mặt này là mặt tủ đông. Mặt đông cứng ngắc rồi. Cái ca này là rất thú vị. Ca số 5 là rất thú vị. Và chương trình phải có những ca thú vị như thế này. Chứ còn đơn giản quá thì ở dưới biết hết trơn, thậm chí khán giả xem truyền hình cũng biết nữa. Phải như vậy nó mới thú vị. Còn thú vị như thế nào thì lát mình biết. Vậy là mình không còn ý kiến gì nữa đúng không? Ca này khó quá. Đây, mời anh... Mời bạn cuối cùng nha. Giọng ca bí ẩn số 7. Người hương mây thoáng qua trong chiều, để giờ đây ai luyến lưu nhiều. Tình yêu xưa đã hết, mùi hương xưa đã phai. Em giờ đây bên ai? Giọt sầu rơi trên mi để tình ta chia ly. Người đi biết nói câu gì? Người vội vàng quay bước để lệ nhòa mi ướt. Hình bóng xưa nay đã xa mờ. Dạ, cảm ơn anh Đăng Trường. Dạ. Ca này cũng ca khó nè. Khó lắm. Không, Trang thấy ca này dễ. Sao ca này em thấy đớp chuẩn mà. Em thấy ca số 2 với ca số 7 có em vẻ đớp. Em ơi, cái phần đớp nó không liên quan tới cái chuyện biết hát thiệt hay không hát thiệt chứ. Không, tại vì em cảm giác của em là em thấy anh số 7 này ảnh hát hay á. Tại vì thứ nhất là vô cái nhịp nó đúng nè. Thứ hai là ngay cả cái khúc cuối nữa, cái ngân ngân cũng đúng em luôn. Cũng có khi á là người ta có một cái cảm nhịp tốt, nhưng mà về cái chất giọng người ta nó hoàn toàn nó không ăn nhập gì tới cái chuyện cảm nhịp hết. Chính xác. Là cái nhịp đúng trước đi thì nó cơ sở hát hay hơn là người không có nhịp luôn. Cũng đúng luôn. Đúng luôn. Ai lại bắt phải nè. Họ ba tên phải hả? À, sau 7 người này tôi chỉ rút ra được một điều thôi. Là bữa nay chương trình mở nhạc hay quá. À. Bây giờ thì chúng ta sẽ có 1 phút để các bạn thảo luận cùng với nhau nha. Bắt đầu. Đội của Trấn Thành, các bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn trước.
cái sự lựa chọn của chúng tôi nó hơi liều lĩnh, là tại vì như Thành nói lúc nãy, chúng tôi chọn anh số 3 là vì một, coi như là ăn được cả ngay hay không ha. Một là anh là một người hát hay, mà một cái dạng giọng ca đặc biệt, giọng ca lạ, có cá tính, hát gãy gọn dứt khoát. Hai là gãy gọn dứt khoát là do hát dở, đó là chúng tôi chọn số 3. Cái vế thứ hai tức là gãy quá, gãy luôn á, phải không? Dạ vâng. Và bên Trường Giang thì sao? Chúng tôi cũng đã làm việc tư tưởng với Quốc Thiên rồi. Thì và có vậy? Nói rằng là nếu như mà vòng này mà thua rồi vòng sau cũng thua thì không có tiền đi về cũng đừng buồn và đừng trách. Tại vì cái format chương trình này nó làm tất cả mọi người đều hoang mang, nên là từ đầu giờ đến bây giờ thì mới còn hoang mang mà. Sự lựa chọn của mình là gì? Số 5. Số 5, anh bạn dancer. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 3. Đó, biết chỉnh mic luôn mà. Rồi, xong. Sai rồi, sai. Bạn ơi. Cảm giác của em là anh thì không hát được. Hát dứt khoát. Cái dứt khoát đó được tạo ra bởi một giọng hát chưa thật sự là hay. Nhìn cái khẩu hình của chú thì có lẽ chú lại là một cái người hát không hay. Chú này chắc là nhạc công á, biết đánh trống thôi chứ hát thì chưa chắc. Que j'aime, y'a dans chez vous l'étranger. Tasse le front, la croix de ton village, et du grand ce nom qui me dévisage. Qui t'a donné ce temps chez toi qui est né entre les vignes et les champs d'olivier. Dans ta famille, on aime les orages. Les flammes roses et les chevaux sauvages. Et ma fille est ensoleillée, ensorcelée, comme le sentent les gens du voyage. Viens me rejoindre la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde. Qui ne t'a juré, il y a danger pour l'étranger. Méditerranée. Tu es belle, ce parfum de bohème, je l'aimerais puisque tu m'aimes. Méditerranéenne, les guitares se souviennent, la mer dans la plaine, au Saint-Marie que j'aime. Trời ơi. Rồi, dạ, dạ, đây, dạ. Bây giờ có lẽ là mình sẽ phải trò chuyện với nhân vật này hơi nhiều một tí. Hồi nãy là con nói chú hát hay rồi, mà tại Bích Phương chúi con. Không phải tại con. Bích Phương đang người. Bây giờ mình hãy nghe chú giới thiệu về mình nha. Ủa, dạ, có mời. Lỗi mình đội này luôn hay gì vậy? Không, qua chơi buồn đó. Dạ, chú giới thiệu về mình đi ạ. Bây giờ là Phúc nói thiệt hả? Dạ. À, tôi là ca sĩ Quang Vĩnh. Wow. Tôi là chuyên hát nhạc Pháp. Thì mỗi tối là tôi hát chuyên nghiệp, tôi hát trong các nhà hàng, quán bar chuyên về nhạc Pháp. Thế thì con xin lỗi chú, lúc nãy cái clip giới thiệu là chú hát nhạc Pháp đúng không? Con biết nói là cái khẩu hình của chú không thể hát được tại vì chú phát âm tiếng Pháp. Giọng chú quá hay luôn, con rất là ngưỡng mộ. Cảm ơn nhiều. Dạ, chú hát bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng mấy chục năm. Trời ơi, trên hát từ lúc mà Bích Phương, Quốc Thiên chưa đẻ nữa đây. Đúng rồi. À, chú là chú đúng là nhạc công đúng không chú? Đầu tiên là nhạc công, trống. Thì ít ra thì cũng đúng được một cái là nhạc công. Nãy Trang cũng nói đó là có lẽ là chỉ biết đánh trống thôi, không biết hát đó. Rồi sau đó là người ta nói tôi là đánh trống, không nên đánh trống mà nên chuyển nghề.
tôi không biết tôi đánh làm sao. Thật ra từ trống tôi chuyển qua đấm bóp luôn. Đấm bóp thấy cô không được, cái bây giờ đi đi hát. Dạ. Thành muốn yêu cầu gì Thành? Dạ không có. Nãy chú là cái phong cách là rất là lạnh lùng, điềm tĩnh, theo kiểu lãng tử. Em cũng rành nhạc Pháp lắm. Dạ. Em nghe nhạc Pháp em hiểu không? Xin lỗi. Dạ, thực sự ra thì không bao giờ hiểu. Em yên tâm, em cứ nghe thoải mái. Tại anh hát anh cũng không hiểu, sao em hiểu. em hát là em mê cái chất nhạc của tiếng Pháp, là tại vì cái chất nhạc nó rất là lãng mạn, và cái thứ hai là cái cách phát âm của họ rất là sang trọng. Dạ, xin cảm ơn chú rất là nhiều, và một tràng vỗ tay dành cho giọng ca bí ẩn số 3, một giọng ca rất tuyệt vời. Xin cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quang Vĩnh. Đội của Trấn Thành đã có một cái sự lựa chọn sai lầm với giọng ca bí ẩn số 3. Không biết rằng với giọng ca bí ẩn số 5 này thì đội của Trường Giang có sai lầm hay không? Hãy cùng thưởng thức phần trình diễn bằng giọng thật của anh ấy nha. Bằng luôn. Như nuốt chọn khán giả như thế là sao mà hát được, và chắc chắn là hát không có hay luôn. Trời ai biết. Trời ai biết. Trời ai biết. Hát không hay rồi còn ngân cho dài nữa. Em muốn xỉu. Tên gì vậy em, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Trương Tuấn Cường, năm nay em sinh năm 93, 23 tuổi. Anh nghĩ rằng bạn hát thật đó, khi nghe giọng nói của bạn ấy đúng không? Thì cái giọng nói như thế nào thì bạn ấy hát như thế. Nhưng mà mình vẫn yêu âm nhạc phải không em? Dạ em yêu hài kịch nhiều hơn. Trước khi em xuống cho em ôm chị mua một cái với anh. Chị nào? Chị mua. Mẹ mưa. Ừ. Rồi ôm đi em, ôm đi. Cho em nói phim. Cảm xúc là đứng từ nãy giờ nhớ về bộ phim của chị, cảm động. Em ơi, em nói lại một lần nữa cho mọi người biết đi, em tên gì? Dạ em tên Trương Tuấn Cường. Trương Tuấn Cường, tại vì nãy giờ anh nghe em hát anh bị bấn loạn luôn. Trời ơi, giọng hát em hay mà tên em cũng hay mà em không nhớ thiệt. Cái tên em mạnh mẽ ghê lắm, nó ngược lại với em hoàn toàn vậy đó hả? Công việc của em là gì nè? Dạ công việc của em là điện tử anh, làm những con chip điện tử giống máy Ken á, trong tính tiền á. Làm cái đó nó căng thẳng lắm hàng chi. Trương Tấn Cường. Dạ. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Như vậy là đội của Ốc Thanh Vân, Trường Giang và Quốc Thiên đã có sự lựa chọn đúng. Chúng ta chỉ còn lại 3 nhân vật trên sân khấu, giọng ca bí ẩn số 2, số 4 và số 7. 3 nhân vật này sẽ cùng chúng ta đến với dòng thi thứ 3, dòng lố diễn. Thưa
quý vị, và chúng ta đang ở vòng thi thứ 3, vòng thi có tên là Lộ Diện. Ở vòng này thì tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ có cơ hội nhận được một cái phần quà mà chương trình dành tặng cho quý vị, bằng cách là chúng ta cũng thử với hai gia đình ở đây dự đoán xem trong ba giọng ca bí ẩn số 2, số 4 và số 7 thì bạn nào là bạn có giọng hát hay, bằng cách soạn tin nhắn cú pháp GAGA khoảng cách mã số thí sinh gửi về tổng đài 7339. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần thưởng là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S trị giá 5.990.000 đến từ nhà tài trợ chính của chương trình. Đây là vòng có tên là Lộ Diện. Chúng ta sẽ có mỗi đội là 30 giây phỏng vấn nhanh ba bạn này. Các bạn ấy sẽ trả lời và lúc đó chúng ta sẽ nghe được giọng nói của các bạn ấy. Và chúng ta sẽ quyết định chọn ra trong những con người này một người mà chúng ta cho là hát hay. Bây giờ đội chủ Trường Giang sẽ phỏng vấn trước nha. 30 giây bắt đầu. Anh là người miền nào anh? Miền Tây, miền Đông hay là miền Nam? Em miền Nam. Nhưng mà gốc ở đâu? Kiên Giang. Rồi, okay. Trịnh Thanh Thanh ở đâu? Trịnh Thanh Thanh ở sân khấu nào? Em làm phòng thu âm. Một đêm bao nhiêu tiền? Một lần bao nhiêu tiền? Một bài bao nhiêu tiền? Em thu một bài 600. Bây giờ có còn dùng điểm MIDI không? Hai người kia nữa. Ủa vậy hả? Ba người hả? Ba người lắm. Anh ở giữa. Đọc cái chữ đôi mắt cho em coi. Đôi mắt. Vĩnh Vương. Vĩnh Vương. Em thích nhạc gì? Bóp đèn. Hết giờ. Đội của Trấn Thành 30 giây bắt đầu. Thần tượng của em là ai? Bi Ren. Bạn hát nhạc gì? Quỳ Hương. Bạn hát nhạc gì? Em hát nhạc dân ca. Bạn thích bài nào? Em thích bài Mình Ơi. Ai hát? Của Cẩm Ly. Em ơi, chị đẹp không em? Dạ đẹp. Gì vậy bà? Gì vậy? Ủa nghe tự giọng thôi chứ. À, thần tượng em là ai? Chính giữa. Hoàng Lê. Hết chưa? 30 giây thôi, rất ngắn nhưng mà cũng đủ để chúng ta nghe giọng của các bạn ấy. Bây giờ các bạn sẽ có 1 phút để mà hội ý cùng nhau. Thời gian bắt đầu. Hãy giúp tôi chọn ra một người mà theo các bạn là người đó có giọng hát hay. Có giọng hát hả? Thời gian kết thúc. Bây giờ thì đội của Trường Giang hãy cho tôi biết trước các bạn sẽ chọn ai là nhân vật mà các bạn nghĩ rằng hát hay. Theo em là em thích số 7. Số 7 là bạn này đúng không? Số 7, đội của Trường Giang đã quyết định chọn bạn này là người hát hay. Còn đội của Trấn Thành? Tôi nghĩ ba bạn đều hát hay. Thì bây giờ em phải chọn một số thôi. Chọn số 2 đi. Ôi sao bạn đẹp trai đi. Cái gì? Mê trai. Bây giờ bên này số 2, bên này đẹp trai. Quả nào xì đi, tháng 2 mình chọn coi như hên xui. Thì số 2 là bạn đẹp trai đó. Một bạn mà. Đẹp trai bình tĩnh vậy? Chưa thả, Trấn Thành bình tĩnh chưa? Bà tính kiểu gì vậy bà, ta 1, 2 bà tính cho. Cái bạn này là bạn đi số 2. Cái bục số 2. Ủa ai nói cái... Nhưng mà các bạn ơi, ai nói cái ông này không đẹp trai? Ê, mặc đồ độn hả? Thế đọc vô nghe bụp nè. Thôi chọn số 2 đi. Bây giờ anh số 4 cất giọng hát. Ở đây số 4 hay, thiệt là hay. Tôi nghĩ cái ông này hát hay nha. Tại vì biết không, cái người ông dày quá đi. Cái lá phổi bự chắc chắn là cái hơi nó mạnh. Rồi ông này hát hay và ông này hát giống Quang Lê. Nói thần tượng anh, nói thần tượng Quang Lê mà. Bắt buộc là phải hát giống Quang Lê chắc chắn. Đừng nói gì hết em, đừng nói gì hết. Bây giờ mình để mình hát thôi cho mọi người hết hồn chơi. Hãy đến với phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 4. Hay và ông này hát giống Hoàng Lê. Bắt buộc là phải hát giống Hoàng Lê chắc chắn luôn. Mà cái miệng kỳ lắm. Là ảnh không biết nhịp thiệt. Ảnh không thể nào dơ đúng cái micro, dơ đúng cái nhịp để mà hát. Tại vì là bạn ấy chỉ diễn khẩu hình thôi chứ bạn không hát theo như bạn đầu tiên này hát hay. Tôi vẫn tin rằng anh hát hay. Không, có một mình anh tin thôi. Ở đây không ai tin hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình phù sa. Không phải là yếu dừa đâu mà quá yếu nữa Tấn Thành. Anh là một cái dạng người mà chỉ biết sống cho riêng bản thân mình thôi. Quá cái sung sướng của bản thân ngọt, mình thôi. Ngọt ơ lành mà không hề có một cái tí gì nữa. Nhưng mà rất là dễ thương, ca mà đúng vẫn rồi. Cười tươi. Rất là hồn nhiên với cái niềm đam mê của mình đúng không? À không, nhưng mà em đã lừa được ban giám khảo. Em ơi, chẳng qua là mấy cái con người kia lộ liễu hơn em quá thôi. À em không lộ thôi em ơi. Mới nghe là nãy anh xin lỗi nha, anh nhận xét về bạn này hơi sai. Anh nói người to phổi bự chắc giọng mạnh, ai ngờ đâu giọng móng dánh hà. Em tên gì vậy? Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Khâu. Khâu hả? Dạ. Khâu cái thanh quản mình lại luôn đi. Nói chung là cái nhạc á, cái nhạc là người ta chở đi bàn chiếc Mercedes xe đến đó, còn ổng là chạy chiếc xích lô. Người ta tới Bạc Liêu là ổng mới tới Tiền Giang. Như tuổi làm nghề gì? Năm nay em 27 tuổi. Cái nghề trong V-Rip là nghề thật thôi em. Là gấp và gấp cấy hoa lan hả em? Dạ nhưng mà cái nghề đó là nghề thứ hai. Còn nghề trước của quá khứ là ca sĩ. Là ký cái gì không em? Không, em học kịch. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Khâu. Cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của hai người bạn còn lại. Đầu tiên sẽ là bạn mà đội của Trường Giang lựa chọn nha. Bạn số 7 sẽ có phần song ca cùng với ca sĩ Quốc Thiên. Qua đã có lúc nước mắt anh nuốt ngừa vào trong cay đắng. Nếu mình nhìn về cái bề ngoài á là khổ, gọi là dầm mưa dãy nắng đó. Anh này là người sống nội tâm dữ lắm, cho nên là nghĩ là sẽ hát những cái bài buồn rất là hay. Em thì em lại có cảm giác là anh này hát được, hát kiểu hay. Nhạc trữ tình đó. Vào trong cay đắng. Tự mình trách vì không trói được tiếng yêu. Tự mình trách vì không trói được tiếng yêu. Tự mình trách vì không trói được tiếng yêu. Vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương bao năm anh có được, mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài, người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã cảm đắm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua. Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Wow.
sẽ chẳng biết phải khóc hay cười. Nhưng khi nhớ em rồi lo lắng ổn không nếu em thiếu anh. Nghe em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm lên vào đôi mắt tròn. Vào buổi sáng hôm sau bình yên như chưa yêu nhau. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi, anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đang cảm động để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua. Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Quá hay, cảm ơn Quốc Thiên. Thiên ơi, em nghe bạn ấy hát xong ca và em thấy làm sao Thiên? Được phải không Thiên? Không phải được, mà có nghĩa là Thiên có một cái niềm tin rồi là nếu mà những người làm phòng thu đều phải là những người biết hát. Tại vì còn phải nghe ca sĩ thu như thế nào, nghe người thu như thế nào để còn góp ý. Tại vì đôi khi mình là người thu nhưng mà tất cả những anh chị lớn cũng thế, đều muốn có một cái người khách quan nghe rằng là ủ em ơi chỗ này được chưa? Theo chị như thế này, theo anh như thế này, còn theo em như thế nào? Đấy, phải có như thế, phải có một cái tai nghe thì mới làm phòng thu được, chứ không thể nào mà một người không biết hát, một người không biết nhịp nhàng, không biết nhạc mà đi vào làm phòng thu. Nhưng mà quan trọng là có làm có phải phòng làm phòng thu hay không, không đó. Thiệt. Nhìn cái tay chỉnh chỉnh là đúng rồi. Xin cảm ơn Quốc Thiên rất là nhiều, mời Quốc Thiên có thể bày chỗ. Cảm ơn bạn. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu cho mọi người biết nha, tên, tuổi của mình nè. Em là Kha Thi. 27 tuổi, đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Em thì em thích dân ca với lại chữ tình. Và rất là vui khi hôm nay em đến tham gia chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy nào, Kali. Tiếp theo, bạn số 2, trai đẹp của Bích Phương với Thu Trang. Có một sự lo lắng nhẹ nhẹ. Chọn anh ấy bởi vì anh ấy đẹp trai. Nhưng mà bây giờ thử coi coi cái vẻ đẹp trai này có đi kèm với một cái giọng hát hay hay không. Bích Phương sẽ song ca cùng với giọng ca bí ẩn số 2. Cố lên Phương ơi. Một cái nốt lộ ra em lại thấy là có sự ấm áp, em nghĩ bạn này cũng biết hát đấy. Không, mà cái cậu này á là đúng như mình dự đoán, có thể là cậu biết hát hay á. Tại vì sự thực là những người mà hát hay á, họ hát nhép rất khó. Em nghĩ là bạn ấy sẽ hát theo đấy chị ạ. Em nghĩ là bạn ấy sẽ hát theo nhưng bởi vì mic không kêu. Không có một cái nào là giới hạn trong chương trình này hết. Không, như Trường Giang nói là bạn này có thể là người hát hay. Mà tôi chắc chắn bạn này là người hát hay. Ngoài cô em ở đây nhớ anh. Đêm đêm nằm mơ về em.
toàn thứ chuyện cùng em nghe anh đi hoài đường xa em vẫn chờ nơi ấy yêu xa khó lắm yêu xa nhớ lắm yêu xa cô đơn Cảm ơn Bích Phương, anh rất thích giọng hát của em. Hôm nay nghe em hát cái bài này nó dễ thương, nó da diết quá. À, cái bài này là bài mới hay bài cũ rồi Phương? Ca khúc này thì là ca khúc mà em mới phát hành trong thời gian gần đây nhất. Trong thời gian gần đây cho nên anh thật sự anh chưa được nghe. Hôm nay là lần đầu tiên anh nghe Phương hát cái bài này, rất dễ thương. Em cũng vậy, lần đầu tiên em nghe mà em thấy thích ghê luôn á. À, cảm ơn Bích Phương, mời em về chỗ. Để hát được một cái bài hát cùng với Bích Phương, cái giai điệu chậm như thế này á, không phải đơn giản đâu, nó rất là khó. Phải chi mình hát một cái giai điệu tiết tấu nhanh á, nhiều khi mình lấp liếm cái giọng mình nó cũng còn dễ hơn. Đằng này cái bài trữ tình như thế này mà nếu như anh ấy hát không hay thì chúng ta nghe sẽ bị chói lỗ tai ngay. Tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu rồi em? Dạ xin chào hai đứa chơi. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Vi Thiện, em đến từ Phú Yên. Bao nhiêu tuổi rồi thì... Dạ hiện tại là em 22 tuổi. Công việc của em là gì? Và công việc chính của em là ca sĩ tự do. Em hát ở ngoài Phú Yên hay vô Sài Gòn? Dạ, Phú Yên thì em đam mê từ nhỏ thôi. Để tiếp sau đó thì em vào Sài Gòn và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Và xin cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Một tràng pháo tay dành cho Vi Thiện. Như vậy là các bạn của đội Trấn Thành đã lựa chọn chính xác bạn Vi Thiện ở vị trí giọng ca bí ẩn số 2 là người có giọng hát hay. Xin chúc mừng. Điều đó có nghĩa là kết thúc vòng thi thứ 3, hai đội ngang bằng nhau về sự lựa chọn chính xác. Các bạn sẽ được nhận số tiền thưởng của mình là 25 triệu cho Bích Phương và 25 triệu cho Quốc Thiên. Thưa quý vị, chương trình Giọng Mãi Giọng Ai ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Phần thưởng 10 triệu dành cho bạn Vi Thiện và bạn Kha Thi. Còn với Quốc Thiên và Bích Phương, mỗi bạn sẽ nhận được số tiền thưởng là 25 triệu đồng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham gia chương trình. Do you want to be a snowman? Yes. Come on, let's go and play. I never see you anymore. Now the ball is like it's gone away. Tôi có cảm giác là một cái nhân vật này là một cái nhân vật khá hay. À, cũng có thể. Chương trình Giọng Ai Giọng Ai với sự đồng hành của chuyên gia Sophie Oppo Camera Phone F1S. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, phát sóng lúc 19 giờ tối thứ bảy trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt.